Trung Quốc lại tập trận ở Biển Đông Từ Thiên An Môn đến Đài Loan và Biển Đông Kim Hoa xin kính chào quý vị Quý vị đang theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 6 tháng 7 của DKN TV Sau đây là các nội dung chi tiết Trung Quốc lại tập trận ở Biển Đông Thưa quý vị, một thông báo mới được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc, MSA nói rằng cuộc tập trận diễn ra ở biển Đông từ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 7. Không lâu sau khi Trung Quốc tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận ở vùng biển này. Kết quả đối chiếu những tọa độ trên lên Google Maps cho thấy khu vực tập trận dường như nằm ở vùng biển gần bờ biển phía đông đảo Hải Nam. Thông báo không nói rõ quy mô tập trận, chỉ nói tàu thuyền bị cấm vào khu vực liên quan. Trước đó, website của MSA đã đăng hàng loạt thông báo về tập trận ở Biển Đông, trong đó có thông báo vào ngày 24 tháng 6 nói rằng tập trận sẽ diễn ra ở Biển Đông từ 6 giờ ngày 27 tháng 6 đến 11 giờ ngày 30 tháng 6. Kết quả đối chiếu tọa độ cho thấy khu vực tập trận dường như nằm ở vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam. Thông báo này cũng không nêu rõ quy mô cuộc tập trận, chỉ nói cấm tàu thuyền vào khu vực liên quan. Tính từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã tiến hành hoặc lên kế hoạch khoảng 41 cuộc tập trận ở Biển Đông trong đó có 9 cuộc tập trận ở vịnh Bắc Bộ. Theo các thông báo được đăng trên website của MSA và thông tin từ tờ South China Morning Post, trong đó còn có một cuộc tập trận phi pháp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam vào ngày 19 tháng 6. Từ Thiên An Môn đến Đài Loan và Biển Đông Theo Airport ham hôm 16 tháng 3 đưa tin, một số hãng thông tấn đã đưa tin nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một sắc lệnh nhằm áp dụng những quy định về các hoạt động quân sự phi chiến tranh. Một, gồm 59 điều trong 6 chương mục. Các quy định của mút mới sẽ không tuân theo truyền thống pháp lý lâu đời của Công ước Geneva và hạn chế quyền tự do hành động của đối thủ. Đây là bước đệm giúp Bắc Kinh tiến tới tham vọng còn lớn hơn nữa đã ấp ủ bấy lâu nay. Ông Tập cũng là Tổng Bí Thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Theo thời báo Hoàn cầu, một hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6, các quy định mới này nhằm mục đích chuẩn hóa và cung cấp cơ sở pháp lý cho quân đội Trung Quốc thực hiện các nhiệm vụ như cứu trợ thảm họa, viện trợ nhân đạo, hộ tống, gìn giữ hòa bình, bảo vệ chủ quyền và các lợi ích an ninh và phát triển quốc gia của Trung Quốc. Nói cách khác, các quy định mới cung cấp khuôn khổ pháp lý cho quân đội Trung Quốc hoạt động trong nước và trong các khuôn khổ phi chiến tranh khác để ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lời tuyên thệ của quân đội Trung Quốc khắc sâu sự phục tùng của quân đội đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi là một quân nhân của quân đội Trung Quốc, tôi xin thề sẽ tuân theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, chấp hành mệnh lệnh, trung thành với nghĩa vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ bí mật, dũng cảm ngoan cường, không sợ hy sinh, rèn luyện kỹ năng giết địch, luôn sẵn sàng chiến đấu, không bao giờ phản bội quân đội, thề quyết tử để bảo vệ Tổ quốc không có thông báo chuẩn bị. Thời điểm ban hành thông báo này có ý nghĩa gì? Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho biết tài liệu này đang được soạn thảo hay là nó sẽ được phát hành. Các tài liệu trước đó của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chẳng hạn như Bạch Thư Chiến lược Quân sự Trung Quốc năm 2007 và 2015, đề cập đến khái niệm mù và trọng tâm của khái niệm này là cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thảm họa, chống khủng bố và duy trì ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích, nghĩa vụ canh gác gìn giữ hòa bình quốc tế cũng như hỗ trợ nhân đạo quốc tế và cứu trợ thảm họa. Như Thời báo Hoàn Cầu đã đưa tin, các quy định này sẽ cung cấp một cơ sở pháp lý cho quân đội Trung Quốc thực hiện các hoạt động như cứu trợ thảm họa, viện trợ nhân đạo, hộ tống và gìn giữ hòa bình và bảo vệ chủ quyền, các lợi ích an ninh và phát triển quốc gia của Trung Quốc. Mục cuối cùng cũng được liệt kê bảo vệ chủ quyền, các lợi ích an ninh và phát triển quốc gia của Trung Quốc là phần bổ sung cho các định nghĩa mốt trước đây và là điểm đợi bấu chốt để hiểu tầm quan trọng của các quy định mới. Tam chủng chiến pháp Tháng 6 năm 1989, trước khi kết thúc các cuộc biểu tình đòi tự do hơn ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giao nhiệm vụ cho quân đội Trung Quốc và cảnh sát dọn sạch quảng trường và giải tám đán đông. Khi làm như vậy, quân đội Trung Quốc đã sát hại hàng nghìn người biểu tình không vũ trang. Những người biểu tình khác trên khắp Trung Quốc cũng bị sát hại và bị gây thương tích. Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn lặp lại thảm họa Thiên An Môn, một thực tế đã bị họ phủ nhận triệt để. Họ muốn kiểm soát bất kỳ sự tường thuật nào trong tương lai, như cái cách mà họ đang làm ngày nay với vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn. Tam chủng chiến pháp, ba kiểu đấu pháp chiến tranh của quân đội Trung Quốc là tôn chỉ cho các quy định mốt về kiểm soát các phương tiện truyền thông, dư luận chiến, nhận thức, tâm lý chiến và thách thức pháp lý, pháp lý chiến, tức chiến tranh về pháp luật đối với hành động của quân đội này. Ví dụ theo một báo cáo của ông Edwin S. Cochran, các tổ chức của quân đội Trung Quốc chịu trách nhiệm các cuộc chiến về dư luận, pháp lý và tâm lý bao gồm quân ủy trung ương, lực lượng hỗ trợ chiến lược và các doanh nghiệp truyền thông do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Các tổ chức này sẽ tạo ra cách đưa tin thuận lợi nhất cho các hoạt động của quân đội Trung Quốc và sẽ chống lại những lời chỉ trích về các hoạt động này. Các quy định sẽ phân định vai trò và trách nhiệm của từng bộ phận trong các sự kiện mút. Liên tưởng tới vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn. Việc công bố các quy định mút mới gần với kỷ niệm 33 năm vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 6, chắc chắn nằm trong tâm trí của nhiều người khi đọc các quy định mới vào thời điểm chúng được công bố, gần một tuần sau dịp lễ tưởng niệm này. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc không công bố các quy định mốt trước lễ tưởng niệm vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, nhưng ngay cả cư dân mạng Trung Quốc cũng có thể liên tưởng tới quảng trường Thiên An Môn. Bằng cách công bố các quy định mốt, một tuần sau lễ tưởng niệm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giảm bớt sự chỉ trích cho rằng các quy định này áp dụng cho lễ tưởng niệm quảng trường Thiên An Môn dư âm về thảm họa thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn vẫn còn dai dẳng bất chấp những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc ngăn chặn đề cập đến nó. Ví dụ tính đến năm 2017, hơn 170 cụm từ chủ yếu liên quan đến Thiên An Môn đã bị cấm trên WeChat, phiên bản Twitter của Trung Quốc. Tự do nguồn luận và tự do tư tưởng bị hạn chế ở đất nước Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt gắt gao. Chẳng hạn như năm 2017, Tổng cục Báo chí, Xuất bản Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố 45 chỉ thị áp dụng cho tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. 13 trong số các chỉ thị đó bao gồm các hạn chế về thuật ngữ đối với các vấn đề lãnh thổ và chủ quyền, trong đó có Đài Loan, Hồng Kông, Macau và Tân Cương, cũng như các quần đảo Trường Sa và Senkaku đang tranh chấp. Theo một bài báo trên tờ The Newsland, sử dụng vũ lực sát thương các quy định mới của mút hướng dẫn quân đội trung quốc công an và các lực lượng an ninh khác về việc sử dụng vũ khí sát thương đảng cộng sản trung quốc có các sĩ quan chính trị trong mọi cấp độ của quân đội trung quốc tiểu đội và trung đội của quân đội trung quốc có các lãnh đạo nhóm nhỏ của đảng đại hội có các giảng viên chính trị tiểu đoàn có các chủ nhiệm chính trị lữ đoàn và căn cứ có các chính ủy và cấp cao hơn thì do các cán bộ chính trị của đảng cộng sản trung quốc đồng chỉ huy các sĩ quan chính trị này sẽ bảo đảm việc thực hiện trung thành các hướng dẫn mới của Mốt Trong các hoạt động chiến tranh, hỏa lực chống lại quân đội Đài Loan, các chính ủy sẽ bảo đảm rằng các mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thực hiện. Tác động đối với Đài Loan và Biển Đông. Nhiều nhà quan sát Đài Loan đã so sánh việc ông tập sử dụng hoạt động quân sự với chiến dịch quân sự đặc biệt của ông Putin. Họ cảnh báo rằng các hướng dẫn Mút áp dụng cho Đài Loan và các cách thức hoạt động của quân đội Trung Quốc. Lối so sánh này là chính xác, nhưng câu chuyện còn nhiều thứ để bàn hơn. Cùng từ trong các quy định mới được loan báo về pháp lý chiến, bảo vệ chủ quyền, các lợi ích an ninh và phát triển quốc gia của Trung Quốc, liên quan đến Đài Loan và các đảo liên quan của nước này. Nó cũng áp dụng cho tất cả các khu vực mà quân đội Trung Quốc đã chiếm hoặc có thể sẽ chiếm. Cụ thể, Biển Đông đang bị xâm chiếm và các quy định mút mới này sẽ áp dụng cho các công dân binh sĩ ngoại quốc bị bắt giữ trên các đảo và vùng biển của Biển Đông. Các quy định mút sẽ bày đặt ra các thủ tục đối với các tù nhân quân sự và việc sử dụng biện pháp giam giữ với các đặc điểm của Trung Quốc. Theo phân tích của quân đội Hoa Kỳ về pháp lý chiến, chiến tranh về pháp luật của quân đội Trung Quốc, phần sau đây tóm tắt cách quân đội Trung Quốc sử dụng pháp luật trong bối cảnh các hoạt động của mình. Pháp lý chiến đề cập đến việc thiết lập các điều kiện pháp lý để chiến thắng, cả trong nước và quốc tế. Pháp lý chiến tìm cách làm cân bằng các đối thủ tiềm năng bằng cách sử dụng các luật quốc tế hoặc trong nước để phá hoại các hoạt động quân sự của họ, nhằm tìm kiếm sự hợp pháp cho các hoạt động của quân đội Trung Quốc trên toàn thế giới và hỗ trợ các lợi ích của Trung Quốc thông qua một khung pháp lý hợp lệ pháp lý chiến đã nổi lên với một vai trò đặc biệt nổi bật thông qua các hoạt động chính trị khác nhau của trung quốc ở tây thái bình dương đặc biệt là những khu vực xung quanh các tuyến đường thủy quốc tế các vùng đất tranh chấp và các quyền thông hành kinh tế nó hướng dẫn cách quân đội trung quốc huấn luyện để đối xử với các tù nhân chiến tranh những người bị giam giữ và dân thường và cách quân đội trung quốc tuân thủ các công ước quy định và luật pháp quốc tế trích cuốn các chiến thuật của Trung Quốc, ấn phẩm kỹ thuật quân đội ngày 9 tháng 8 năm 2021. Các quy định mút mới sẽ không tuân theo truyền thống pháp lý lâu đời của Công ước Geneva nhằm bảo vệ các quân nhân bị bắt trong thời chiến, bằng cách lấy cớ rằng các lực lượng Trung Quốc đang tiến hành mút và giải phóng lãnh thổ của chính họ. Lập trường này cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng pháp lý chiến để nâng cao khả năng hoạt động của mình trong khi hạn chế quyền tự do hành động của đối thủ đảng cộng sản trung quốc sẽ không tuân theo luật nhân đạo quốc tế về chiến tranh và đối xử với các tù nhân chiến tranh khi ứng xử với đài loan và biển đông vì đảng cộng sản trung quốc sẽ tuyên bố rằng họ tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế nơi các binh sĩ bị bắt của quân địch không được trao quy chế tù binh và họ có thể truy tố các tay súng phiến quân bị bắt đơn thuần bởi vì lý do là đã chiến đấu Công dân và quân nhân Đài Loan sẽ được phân loại khác với công dân và quân nhân của Philippines, Việt Nam và Malaysia vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không công nhận quốc tịch Đài Loan. Một lĩnh vực khác được quan tâm là việc giải quyết các quyền tài sản của những người sống trên các đảo bị chiếm giữ cũng như các quyền của họ trên biển. Liệu tài sản dân sự ở Đài Loan sẽ được tôn trọng hay bị chiếm đoạt như Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm đối với giới thượng lưu chính trị và giàu có của Trung Quốc? Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ trả lại các tàu dân sự cho chủ sở hữu của họ, hay các tàu sẽ bị tịch thu dựa trên các quy định mới của Mút. Đảng Cộng sản Trung Quốc và quân đội Trung Quốc có ý định phớt lờ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS, như họ đã làm hồi năm 2016 để đáp lại phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực La Hay rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không có quyền hoặc yêu sách đối với vùng đặc quyền kinh tế của Philippines hoặc bất kỳ phần nào khác trong tuyên bố chủ quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm cái gọi là đường chín đoạn. Trung Quốc và Philippines đều đã ký và phê chuẩn UNCLOS, tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chọn cách phớt lờ và từ chối thẩm quyền của tòa trọng tài thường trực. Các quy định mút sẽ củng cố lập trường này, cho dù là đề cập đến Đài Loan hay Biển Đông. Yêu sách về đường chín đoạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả Đài Loan, đó là một lý do khác khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phớt lờ phán quyết của tòa trọng tài thường trực năm 2016 kết luận Ngoài việc ảnh hưởng đến Đài Loan, Biển Đông và quần đảo Senkaku, các quy định mút mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng áp dụng cho các vùng lãnh thổ do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, chẳng hạn như Tây Tạng, Đông Turkestan, Tân Cương, Hồng Kông và Macau. Các quy định của mốt cũng áp dụng cho các hành động nội bộ nhằm hỗ trợ các hoạt động an ninh, chẳng hạn như các cuộc biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và các cuộc biểu tình COVID-19, khi các binh sĩ quân đội trung quốc được khai triển đến các thành phố để thực thi các cuộc phong tỏa cần cố gắng hết sức để phơi bày các quy định mút để những người bị ảnh hưởng đặc biệt là người dân đài loan và người dân các nước ở biển đông hiểu họ sẽ bị đối xử như thế nào những quốc gia phản đối các quốc gia độc tài mở rộng biên giới và sự áp bức của họ nên chuẩn bị để chống lại việc đảng cộng sản trung quốc sử dụng tâm lý chiến dư luận chiến và pháp lý chiến Thưa quý vị, mục tin Biển Đông eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.